hát chui ở Mỹ bị lộ, Misterdam đối mặt với đòn trừng phạt của nhà cầm quyền. Vào ngày 10 tháng 7, ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng bị cơ quan chức năng phạt hành chính 27,5 triệu đồng và cấm biểu diễn 9 tháng vì theo huy hiệu biệt động bội tình. Một loại huân chương của chính quyền Việt Nam Cộng Hòa phát hành từ những năm 1950 đến năm 1974 và ông đã đeo những huân chương này. Quyết định xử phạt là do bà Trần Thị Diệu Thúy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ký. Vào ngày 9 tháng 11 vừa qua, thì báo Vietnamnet có bài Đàm Vĩnh Hưng vẫn hát ở Mỹ, liệu có vi phạm quy định cấm biểu diễn hay không? Bài báo đề cập tới việc ca sĩ này có lịch biểu diễn tại Mỹ trong khi đang thụ lý lệnh cấm 9 tháng từ chính quyền Thành phố Hồ Chí Minh. Tác giả bài báo rất khéo léo, vẫn dẫn chứng khán giả đặt câu hỏi. Việc Đàm Vĩnh Hưng đi lưu diễn nước ngoài liệu có trái với quy định đình chỉ hoạt động biểu diễn của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh vào hồi tháng 7, nam ca sĩ bị cơ quan chức năng phạt cấm biểu diễn 9 tháng vì đeo huy hiệu lạ trình diễn show. Có lẽ tờ báo này không dám chắc Đàm Vĩnh Hưng có làm sai quy định hay không. Đây được xem là cách tờ báo dình các hoạt động của Đàm Vĩnh Hưng ở Mỹ rồi tố với chính quyền thông qua báo chí. Quyền phán quyết về việc Đàm Vĩnh Hưng có vi phạm lệnh cấm hay không thuộc về chính quyền. Bài báo dẫn thắc mắc của khán giả trong phần bình luận rằng Hưng hát lại được rồi và lời đáp của ca sĩ ở nước ngoài thì không sao ạ. Có lẽ trong lệnh cấm trên không quy định việc cấm ca sĩ biểu diễn ở nước ngoài chăng? Ở đất nước này dù có làm đúng luật thì cũng chưa chắc đã thoát khỏi việc bị xử lý bởi chính quyền lâu nay vẫn hành xử theo quyền luật là tao, tao là luật. Nếu chính quyền muốn bắt lỗi Đàm Vĩnh Hưng thì không khó, chỉ là họ muốn giở trò hay không mà thôi. Thật ra, việc ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng đeo huy hiệu biệt động bội tinh của Việt Nam Cộng Hòa không có gì là nghiêm trọng. Hiện nay, bộ quần áo rằn di của quân lực Việt Nam Cộng Hòa được nhiều người ưa chuộng. Những người thích mặc bộ quần áo này không phải vì muốn lật đổ chế độ, mà đơn giản chỉ là một mốt hoài cổ hoặc phong cách cá nhân. Nó chỉ là một xu hướng thời trang của một nhóm người. Gần đây trên mạng xã hội xuất hiện dân chơi cưỡi xe Harley Davidson mặc quân phục Việt Nam Cộng Hòa và đội nón cối. Người này khiến cộng đồng mạng chê cười vì cách ăn mặc bị cho là quê mùa. Tuy nhiên, đấy là sở thích cá nhân, là gu thời trang của anh ta. Anh ta không phạm pháp khi ăn mặc như thế. Việc ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng đeo huy hiệu biệt công bội tình cũng chỉ là một món trang sức, một gu thời trang của ca sĩ này. Hành động này tương tự một số người mặc quân phục Việt Nam Cộng Hòa hay anh chàng đi xe Harley Davidson mặc đồ bộ đội. Việc nhà cầm quyền Cộng sản dẫy nảy lên đã cho thấy vấn đề nằm ở trong những cái đầu của những kẻ đang cầm quyền. Họ sợ hãi những biểu tượng có liên quan đến chế độ cũ và cố tình ghép tội cho Đàm Vĩnh Hưng, chứ chẳng có thứ luật lệ nào cấm điều đó cả. Không nhà nước nào đã đi cấm khu thời trang của công dân nước mình. Một khi chính quyền cố ghép tội với Đàm Vĩnh Hưng để cấm anh biểu diễn 9 tháng thì không có gì đảm bảo rằng họ không cố nặn ra lý do gì đó để phạt chuyện anh đi biểu diễn ở nước ngoài trong khi thụ lý lệnh cấm. Nếu hoạt động dựa vào luật pháp mà được an toàn thì đất nước này đã không có các tù nhân lương tâm. Ở Việt Nam, khi muốn thụy uy với dân, muốn người dân phải biết vâng lời thì nhà cầm quyền Cộng sản không ngại sử dụng thủ đoạn, bởi họ là luật, còn các văn bản luật chỉ để làm cảnh mà thôi. Quý vị và các bạn đã theo dõi bản tin Hát chui ở Mỹ bị lộ, Đàm Vĩnh Hưng đối mặt với đòn trừng phạt của nhà cầm quyền. Quý vị và các bạn chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo .de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo .de. Thủ tướng và Thảo Việt chết, rước chim sắt tàu, dùng người Việt Nam làm chuột bạch. Vào ngày 6 tháng 11, tại thành phố Côn Minh, tỉnh Vân Nam, Trung Quốc, ông Phạm Minh Chính đã gặp ông Ngụy Ứng Bưu, Phó Tổng giám đốc thường trực Tập đoàn Máy bay Thương mại Trung Quốc Comac. Đây là cái bắt tay trung gian ông Phạm Minh Chính đứng ra kết nối hãng Comac với hãng bay giá rẻ Vietjet Airways của bà Nguyễn Thị Phương Thảo. Những năm gần đây, nhà cầm quyền Trung Quốc quảng cáo rất mạnh cho dòng máy bay chở khách C-919, cạnh tranh với máy bay A320 của Airbus và máy bay 737 Boeing. Tuy nhiên, mới chỉ có một số hãng bay nội địa của Trung Quốc trở thành khách hàng của Comac,
còn các hãng nước ngoài gần như vắng bóng. Đáng nói là hãng bay nội địa Trung Quốc dùng C919 của COMAC chủ yếu là do nhiệm vụ chính trị mà Bắc Kinh giao cho. Họ chấp nhận dùng sinh mạng hành khách làm chuột bạch để mà yên ổn tồn tại. Nhiều hãng bay của Trung Quốc vẫn chuộng hàng dòng A320 của Airbus và 737 của Boeing, bởi hai nhà sản xuất máy bay thân rộng này đã khẳng định vị trí trên toàn cầu. Ngay cả Triều Tiên, đất nước bị Mỹ cấm vận, vẫn chưa có động tĩnh gì với việc rước của nợ COMAC về ông Kim Jong-un không dám sử dụng máy bay, vì Triều Tiên không có máy bay của Airbus và Boeing. Ấy vậy mà ông vẫn không đặt hàng COMAC. Khi công du ở nước ngoài, ông Kim Jong-un chỉ đi tàu, không dám đi máy bay vì thiếu máy bay an toàn. Lâu nay, hàng Trung Quốc vẫn bật đặt câu hỏi to tướng về chất lượng. Một số nhà phân tích cho biết Trung Quốc có thể ăn cắp công nghệ rất nhanh. Những năm gần đây, Trung Quốc phát triển công nghệ ô tô điện và muốn bành trướng ra thị trường thế giới. Ô tô điện của Trung Quốc rất hiện đại, giá rẻ và có nhiều lựa chọn. Nhiều chức năng của xe điện Trung Quốc được đánh giá là sáng tạo và mới lạ so với xe điện của Tesla và các hãng xe nổi tiếng khác. Tuy nhiên, cái mà Trung Quốc không bao giờ bắt chước được, đấy là độ bền, tin cậy của sản phẩm. Công nghệ luyện kim là thứ vũ khí bí mật, khiến Trung Quốc mãi mãi không thể tiến gần đến tầm với của các nước tiến bộ như Đức, Mỹ, Nhật. Không phải ngẫu nhiên hàng tàu cứ mãi bị chê là kém chất lượng, không phải người Trung Quốc không muốn nâng tầm chất lượng các sản phẩm của họ. Tuy nhiên, họ vẫn chưa có cách để san bằng khoảng cách với các nước tiến bộ. Điều này khiến cho thương hiệu quốc gia của Trung Quốc luôn ở tầm thấp dù họ có thể làm ra được bất kỳ sản phẩm nào với giá rất rẻ. Một chiếc ô tô kém chất lượng, nó chỉ làm hại vài người, nhưng nếu một chiếc máy bay kém chất lượng thì nó có thể làm hại hàng trăm người. Vì thế, việc sử dụng chính trị để ép các hãng bay nội địa, dùng hàng nội địa, Trung Quốc đang mang sinh mạng người dân của họ ra làm chuột bạch cho hãng sản xuất máy bay COMAC. Việt Nam bắt tay với Trung Quốc để đưa dòng máy bay COMAC vào khai thác tại Việt Nam không phải là bước đi tiên phong, mà là bước đi liều mạng. Lấy sinh mạng của người Việt Nam ra để thử nghiệm độ an toàn của máy bay COMAC thể hiện sự bất nhân của giới lãnh đạo Đảng Cộng sản. Ông Phạm Minh Chính đang chịu sức ép ghê gớm từ Tô Lâm. Ông rất cần sự hậu thuẫn từ phía Bắc Kinh để tiếp tục giữ vững chiếc ghế của mình. Mà muốn Bắc Kinh hậu thuẫn thì trước hết phải biết cách chiều theo ý muốn của họ. Rất có thể đấy là lý do khiến ông Thủ tướng muốn dùng sinh mạng của người dân để đổi lấy lợi ích chính trị cho mình. Về phần bà Thảo Vietjet, có lẽ bà cũng muốn hưởng sự ưu đãi từ nhà sản xuất máy bay mới mà quên đi trách nhiệm bảo vệ an toàn cho khách hàng. Thường thì các nhà sản xuất mới sẽ ưu đãi nhiều hơn so với các nhà sản xuất đã có thương hiệu. Vì thế, việc bà Thảo tìm đến COMAC ắt cũng là lý do đó. Tuy nhiên, hành khách có quyền tẩy chay máy bay COMAC vì sinh mạng của họ, không thể để cho ai đó lợi dụng biến hành khách thành chuột bạch cho các nhóm chính trị thượng tầng. Quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin Thủ tướng và Thảo Vietjet rước chim sắt tàu, dùng người Việt làm chuột bạch. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa Thời báo.de